Xin mời quý vị theo dõi trận đấu giữa Văn phòng Tuấn Sơn Hà Giang và FC Đam Mê ở vòng 8 Hà Giang League 2018, cúp cao nguyên đá mùa thứ 3. Trận đấu đang diễn ra trên sân 2, sân Hải Phú, thành phố Hà Giang. Ngày hôm nay Văn phòng Tuấn Sơn thi đấu trong trang phục quần trắng áo hồng. Đội hình xuất phát gồm có số 4 Duy Cường, số 8 Thành Đô, số 14 Duy Khánh, số 15 Anh Trường, số 16 Xuân Quang, số 18 Hà Duy và số 25 thủ môn Đức Hữu. FC Đam Mê thi đấu trong trang phục quần vàng, áo vàng. Đội hình xuất phát gồm có số 1 Văn Khánh, số 5 Văn Quân, số 10 Đức Hợp, số 22 Hữu Đức, số 83 Văn Hợi, số 88 Tiến Dung và số 90 Đinh Tuy. Hiệp 1 bắt đầu. Đam Mê giao bóng trước. Hôm qua Văn phòng Tuấn Sơn thắng Việt Tin Banh Hà Giang 3-2. Còn Đam Mê thắng Đồng Yên 1-0. Lúc này thì Văn phòng Tuấn Sơn đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng bằng điểm với Đam Mê. Hai đội cùng có 10 điểm. Đam Mê kém hơn về hiệu số. Lối chơi của các phòng Tuấn Sơn. Thiên Đô.
Đây là trận đầu tiên của Xuân Quang ở Hà Giang 2018. Xuân Quang từng chơi rất hay ở Hà Giang 2016, góp công giúp cho Tuấn Sơn vô địch. À, chuyền bóng của Hương Đức. Trước bóng là anh Trường. Rất nguy hiểm. Tuấn Sơn. Người đã băng vào là Duy Cường. Sơn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Hà Duy, Thế Hoàng. Những cầu thủ này còn rất trẻ, năm 2000 người thì Duy Khánh.
Duy Khánh đang là phó giám đốc tại công ty Tuấn Sơn. Là con trai của một cầu thủ Phổi cũng rất nổi tiếng tại Hà Giang, đó là chú Thanh Sổi. Trước đây chú Thanh Sổi cũng chơi chuyên nghiệp và là một tiền vệ cánh rất hay. Thế hệ Phổi già của Hà Giang thì ai cũng biết chú Thanh Sổi. Anh Trường thừa hưởng gen đá bóng của bố của mình, đó là chú Thanh Sổi. Pha xoay sở rất hay của Minh Quang. Duy Cường cũng có những tình huống thâm nhập vòng cầm rất hay. Bóng vừa đập sang ngang. Hàng thủ của Đam Mê đang gặp những khó khăn. Tập
Đức. Ngày hôm nay đội Tuấn Sơn ở Hà Nội đã có chiến thắng 1-0 đội Thành Đồng ở vòng đấu. Đức Hợp. Anh Trường. Đức Hợp. Rất tốt. Anh Tuy. Đức Hữu ném bóng rất nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghi bàn mở tỷ số cho Tuấn Sơn. Cầu thủ này còn rất trẻ, năm nay mới 17 tuổi. Xuân Quang, Thành Đô. Văn Hợi. Một đều, người ghi bàn là Đinh Tuy. Đường truyền rất hay. Quang ơi, em phải đè cái mặt của ta,
chuyền bóng rất hay của anh Trường. Hà Duy, Văn Quân, Đình Tuy, Trường Hồng, Xuân Quang. Sở rất hay của anh Trường. Duy Cường, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em là Vân. Tỷ số là 2-1. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 2-1 nghiêng về Tuấn Sơn. Những người ghi bàn cho Tuấn Sơn là hai cầu thủ trẻ Kỳ và Minh Quang. Xin mời quý vị tạm nghỉ trước khi trở lại. Yeah.
Làm chậm. Thành Đô.
Hà Duy. Phần quà ở sân 1 thì tỷ số là 3-3. Đoàn Kết vừa có bàn gỡ, Hải Phú đã có thời điểm dẫn 3-1 ở hiệp 1, nhưng bây giờ tỷ số đang là 3-3. Trận đấu vẫn tiếp tục. Văn Khánh đã có vài giây dừng lại. Thành Đô đang bị đau. Trận này Minh Quang và Hà Duy chơi khá tốt. Họ có sự tự tin. Mỗi người đã ghi một bàn. Rất hay. 3-1 cho Tuấn Sơn. Pha xử lý rất nhanh và gọn gàng của Hà Duy. Đây là một cầu thủ có tố chất đã được Tuấn Sơn phát hiện. Hà Duy đã ghi cú đúp ở trận này. Duy Cường đã phạm lỗi. Thank you.
rất hay. Xung quanh đánh con rất hay. Đó đánh. Xung quanh Duy Cường xử lý bảo hiểm. Cao Cường Thành Đô.
Xuân Quang. Trung Cường bật tường rất hay. Minh Quang. Chuyền của Linh Cường.
Minh Quang của Tuấn Sơn đang bị đau. Tuấn Sơn chỉ còn duy nhất một người trong danh sách dự bị có thể vào sân thi đấu, cho nên họ đang chần chừ để xem Minh Quang có thể tiếp tục thi đấu hay không rồi mới thay người. Có vẻ Minh Quang không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải thay người. Xin lỗi, như vậy không phải Minh Quang bị đau mà Hà Duy chính là người đã lập cú đúp. Và người vào thay cho Hà Duy là số 19 Thế Hoàng. Rất tốt và xử lý của Hữu Đức. Khá va chạm, khá mạnh. Rất nhanh. Đó là Văn Huyên. Quay luôn trên. Bị phạm lỗi. Thank you.
Hữu Đức. Đức phản xạ rất tốt của Đức Hữu.